Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ đọc văn bản Bến Quê của tác giả Nguyễn Minh Châu. Tác giả Nguyễn Minh Châu. Bến Quê. Ngoài cửa sổ, bấy giờ là những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt cái giống hoa ngay khi mới nở. Màu sắc đã nhợt nhạt, hẳn có lẽ vì đã sắp hết mùa. Hoa đa vã trên cành, cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn. Ừ, cũng chả phải. Nghĩ vừa ngồi để cho vợ bón từng thía thức ăn vừa nghĩ. Chính vì thời tiết đã thay đổi, đã sắp lập thu rồi. Cái nóng hầm hập ở trong phòng cùng với thứ ánh sáng loa loá vừa nhìn đã thấy chói cả mắt. Ở ngoài bờ sông Hồng không biết đã rút đi đâu từ bao giờ. Bên kia những hàng cây bằng lăng, tiết trời đầu thu đem đến cho con sông Hồng một màu đỏ nhạt. Mặt sông như rộng thêm ra, vòm trời cũng như cao hơn. Những tia nắng sớm đang từ từ di chuyển từ mặt nước lên những khoảng bồi bãi bên kia sông và cả một vùng phù sa lâu đời của bãi đồi ở bên kia sông Hồng lúc này đang phô ra ở trước khuôn cửa số của gian gác nhà nhĩ, một thứ màu vàng thau xen với màu non, những màu sắc thân thuộc quá như da thịt hơi thở của đất màu mỡ suốt đời nghĩa từng đi tới, không sót một xó tỉnh nào trên trái đất. Đây là một chân trời gần gũi mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến. Cái bờ bên kia sông Hồng ngay trước cửa sổ nhà mình. Nhĩ khó nhọc nâng một cánh tay lên khẽ khẽ ấy cái bát biến trên tay liên ra. Anh ngửa mặt như một đứa trẻ để cho thằng Tuấn cầm chiếc khăn bông tẩm ướt khẽ lau miệng nhằm cầm và hai bên má cho mình. Anh không dám nhìn vào mặt con, trong khi lại nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ. Anh ngạc nhiên nhận thấy những cánh hoa bằng lăng càng thẫm màu hơn, một màu tím thẫm như bóng tối. Chờ khi đứa con trai đã bưng thau nước xuống nhà dưới, anh hỏi Liên: đêm qua lúc gần sáng em có nghe thấy tiếng gì không? Liên giả vờ không nghe. Câu chồng vừa hỏi, trước mắt chỉ hiện ra một cái bờ đất lở rộng đứng ở bên bờ bên này, và đêm đêm cùng với con lũ nguồn đã bắt đầu rồi về những tảng đất đổ hoa và giấc ngủ. Hôm nay đã là ngày mấy rồi em nhỉ? Liên vẫn không đáp và biết chồng nghĩ gì, chỉ đưa ngón tay gầy guộc âu yếm vuốt ve hai bên vai chồng. Anh cứ yên tâm, vất vả tốn kém đến bao nhiêu anh vật em với các con cũng sẽ chăm cho anh được. Lần đầu tiên Nhi để ý đến Liên đang mặc áo tầm áo vá. Suốt đời anh chỉ làm em hộ tâm mà em vẫn nín thinh. Có hề sao đâu, miễn là anh sống, luôn luôn có mặt anh, tiếng nói của anh trong gian nhà này. Ngừng một lát, Liên nói tiếp: anh cứ tập tành và uống thuốc cho đều, sang tháng 10 nhất định anh đi lại được. Vậy thì đầu hoặc giữa tháng 11 anh sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh một chuyến. Liên biết chồng nói đùa. Đi thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chẳng được, nhưng anh có thể chống gậy đi trong nhà hoặc tiến chuyện tốt hơn. Em có thể đỡ anh men cầu thang xuống, bước xuống một bậc, hoặc giá anh lại khỏe hơn, chúng mình có thể bước xuống hai bậc. Ừ, tưởng gì, nhất định đầu tháng 10 anh sẽ đi ra được bến đầu cầu thang. Liên lật bàn tay vào phía lưng đã có nhiều mảng da thịt vừa chai vừa cứng, vừa lở loét của Nhĩ. Em đưa anh nằm xuống nhé. Khoan, em cần ra chợ hay đi đâu thì cứ đi, khi nào anh mỏi anh sẽ gọi con. Một lát sau, Nhĩ còn nghe tiếng vợ đi lại dọn dẹp và dặn dò con điều gì đó. Liên hãm nước thuốc ở cái siêu, đất ra chiếc bát chết yêu, Nhĩ đoán thế, nghe tiếng bước đót ra lẫn mùi thuốc bắc bay vào nhà, rồi Liên xuống thang, vẫn cái tiếng bước chân rồi dần quen thuộc suốt cả một người đàn bà trên những bậc gỗ mòn lõm. Chờ Liên xuống tầng dưới rồi Nhĩ mới lên tiếng: Tuấn à. Anh con trai đánh vần, ngồi tựa vào bức tường đầu cầu thang, tay nhặt rau muống, mặt cúi xuống một quyển sách chuyện dịch. Nghe bố gọi, Tuấn chạy vào trong, tay vẫn cầm quyển sách, giày cộp cặp đôi. Bố mỏi rồi, con đỡ bố xuống nằm nhé. Chưa. Đến lúc này Nhĩ mới ngẫm kỹ, đứa con trai nó là đứa thứ hai, gần một năm nay vắng nhà. Anh đi học tận một thành phố phía Nam và vừa mới trở về đêm qua. Anh thấy càng lớn thằng con anh càng có nhiều nét giống anh.
người cha sắp từ giã cõi đời đang giấu một tâm sự bí mật gì đó trong cái vẻ lúng túng. Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa rồi quay vào bất chợt hỏi: "Đã bao giờ Tuấn sang bên kia chưa hả?" "Sang đâu hả bố? Bên kia sông ấy." Anh con đáp bằng vẻ hờ hững: "Chưa." Nhi tập trung hết sức còn lại để nói ra điều ham muốn cuối cùng của đời mình: "Bây giờ con sang bên kia sông hộ bố để làm gì ạ?" "Chẳng để làm gì cả." Nhi có vẻ nhượng nhịu về cái điều anh sắp nói ra quá ư kỳ quặc. "Con hãy qua đó đặt chân lên bờ bên kia, đi chơi lân quanh rồi xuống nghỉ chân ở đâu đó một lát rồi về." Anh con trai cười: "Bố đang sai con làm việc gì lạ thế?" "Hay là thế này nhé." Nhi vẫn không hề thay đổi ý kiến. "Con cầm đi mấy đồng bạc xem bên ấy có hàng báo gì, người ta bán bánh trái gì con mua cho bố." Anh con trai miễn cưỡng mặc quần áo, đội chiếc mũ nan rộng vành đề phòng đến trưa có thể nắng to, theo lời yêu cầu khẩn khoản của Nhi. Rất vòng người mấy đồng bạc. Vừa nghe theo Tuấn nện lục cục đôi dép sa bô xuống thang, Nhĩ đã thu hết tàn lực lết dần lên chiếc phản gỗ, nhấc mình ra được bên ngoài phiến nệm nằm. Anh tưởng như mình vừa bay được một nửa vòng trái đất trong một chuyến đi công tác ở một nước bên Mỹ Latin. 2 năm trước đây anh mệt lử và đau nhức, ngồi lại nghỉ một chặng và chỉ muốn có ai đỡ cho để nằm xuống. Nghe tiếng chân rậm thình thịch đều đặn ở bên kia tường, Nhi quỳ xuống thở hổn hển để lấy sức rồi cất tiếng gọi yếu ớt: "Huệ ơi!" Từ phòng bên kia một cô bé rất xinh mặc chiếc áo may ô con trai mà vẫn còn cầm thu thu một đoạn dây sau lưng chạy sang. Cô bé bên nhà hàng xóm đã quen với công việc này, nó lễ phép hỏi Nhi: "Bác cần nằm xuống phải không ạ?" Nhi đáp trong hơi thở gấp gáp: Ừ, chào cháu." Cô bé nhảy lên phản, vừa máu vào người Nhi đã vội vã nhảy xuống. Nó chạy ra đầu cầu thang cầm đoạn dây khe phất xuống bên dưới và gọi toáng lên: "Vân ơi, Tam ơi, Hùng ơi." Một lát sau, không phải chỉ có ba đứa mà cả một lũ trẻ ở tầng dưới lần lượt chạy lên: "Chúng cháu chào bác." "Chào bác Nhi ạ." Vây bọc bởi đám trẻ con đứng lồ nhố xung quanh, Nhi nhận ra thấy hoàn cảnh của mình thật buồn cười, y như một chú bé mới đẻ đang tét miệng cười với tất cả, tận hưởng sự thích thú của chúng chăm sóc và chơi với. Cả bọn trẻ súng vào và rất nương nhẹ giúp anh đi nốt nửa vòng trái đất, từ mép tấm nệm nằm ra mép tấm phản, khoảng cách ước chừng 50 phân. Chúng giúp anh đặt một bàn tay lên bậu cửa sổ, kê cao thêm dưới mông anh bằng cả một chiếc chăn gập lại, rồi sau đó mới bê cái chồng gối đặt sau lưng. Chẳng biết thế nào mà sáng nay tất cả những ngón tay của chúng đều chua lò mùi nước dưa, nhưng không sao, vì thế anh càng yêu lũ trẻ trong ngôi nhà mình. Ngay lúc ấy, cái vật mà Nhĩ nhìn thấy trước tiên khi ngồi sát ngay sau khuôn cửa sổ là một cánh buồm vừa bắt gió phong căng phồng lên. Khi con đò ngang mỗi ngày chỉ qua lại một chuyến giữa hai bờ ở khúc sông Hồng này vừa mới bắt đầu chấm xào ra khỏi chân bãi bồi bên kia, cánh buồm nâu bạc trắng vẫn còn le lấp gần hết cái miền đất mơ ước sát bên bờ của dải đất lở dốc. Đứng bên này một đám đông khách đợi đó, đứng nhìn sang, người đi bộ, người dắt xe đạp, một vài tốp đàn bà đi chợ về đang ngồi kháo chuyện hoặc sổ tóc ra bắt cháy. Nhĩ nhìn mãi đám khách nhưng vẫn không tìm thấy cái mũ cói rộng vành và chiếc sơ mi màu trứng sáo đâu cả. Phần 1 của câu chuyện sau đây xin hết. Chào tạm biệt các bạn.